phường Thạch Thang, quận Hải Châu tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân phường Thạch Thang cùng nhau ôn lại 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, nhân dân phường Thạch Thang đã đồng lòng, đồng sức thực hiện hiệu quả các nội dung của các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh. Các cuộc vận động của Mặt trận được người dân tích cực hưởng ứng với nhiều mô hình hay, cách làm thiết thực gắn với chương trình thành phố Bốn An. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trên địa bàn phường luôn đạt trên 90%. Khi dịch COVID-19 bùng phát, người dân trên địa bàn phường nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao hỗ trợ địa chỉ nhân đạo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội. Dịp này, phường Thạch Thang cũng tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ từ sự kêu gọi đóng góp tại các khu dân cư trên địa bàn.